Thưa quý vị, mặc dù đang trong thời điểm mà cho học sinh sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 cũng như là chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố nói riêng cũng như là toàn thế giới nói chung. Nhưng mà nhiều giảng viên, các thầy cô của các trường cao đẳng đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tinh thần trách nhiệm, với nghề nghiệp chuyên môn của mình đã có rất là nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Đây là hình ảnh chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động được đặt trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng. Sau thời gian tìm tòi, nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm, lắp đặt và sử dụng của các cán bộ giảng viên trong trường, trong đó có khoa cơ khí, chiếc máy đã trở thành người bạn đáng tin cậy của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên mỗi lần rửa tay kháng khuẩn trước và sau khi tiếp xúc. Máy sát khuẩn tay tự động này nó hoạt động cũng nguyên lý hoạt động cũng đơn giản thôi, nó cũng như cái máy sấy khô tay tự động được trang bị ở trong các cái nhà vệ sinh của khách sạn, nhà hàng của công ty. Thì máy được trang bị một cái cảm biến chuyển động, khi mà người sử dụng đưa tay vào trong cái vị trí của máy phun sát khuẩn thì cảm biến nó sẽ đóng mạch điện được thiết lập duy trì một giây, để sau đó là khi mà người sử dụng giữ ở vị trí của máy sát khuẩn này trong vòng 3 giây thì bếp phun sẽ phun cái dung dịch ra đủ cái lưu lượng dung dịch sát khuẩn cần thiết, vừa đủ cái lưu lượng để mà diệt khuẩn nhưng đồng thời là để tiết kiệm cái lượng dung dịch sát khuẩn. Để tạo ra được những chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động, các cán bộ giảng viên thuộc khoa cơ khí đã sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học, hỗ trợ cho giảng viên, sinh viên trong khoa. Sau đó thấy được hiệu quả và ý nghĩa thiết thực của chương trình, nhà trường đã hỗ trợ kinh phí để mua sắm thiết bị, vật tư. Bên cạnh đó, cán bộ giảng dạy tình nguyện đóng góp công sức nghiên cứu, chế tạo, cũng như khai thác các máy móc, thiết bị hiện có của xưởng thực hành trong nhà trường. Việc đầu tiên là phải ý thức rất là cao trong cái môi trường này là phòng chống dịch bệnh thật là tốt cho cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường. Cái thứ hai là trong cái thời điểm mà sinh viên đang nghỉ học đây thì lãnh đạo nhà trường cũng chỉ đạo ngay tất cả các cái đơn vị mà có những cái chuyên môn, ví dụ như khoa công nghệ hóa môi trường thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo trong những cái thời gian đầu từ đầu tháng 2 đấy khoảng là sản xuất ngay cái nước sát khuẩn bằng cồn trên 65 độ đó, thì cái đó cũng đã làm rất là tốt để cho cán bộ viên chức của nhà trường, tức là sinh viên, cán bộ viên chức sử dụng, rồi là chuyển giao, tức là mang đến cho một số, tức là cái ngôi trường tiểu học, trung học và ủy ban nhân dân ở cái khu vực mà trên địa bàn của phường Thanh Bình mà trường đóng quân. Cái này thì cũng được kiểm nghiệm của trung tâm COTES 2 thì rất là tốt, thì hiện nay là nhà trường cũng đang sử dụng. Thế thì tiếp theo ấy là cái trường có những cái khoa chuyên về kỹ thuật công nghệ, tức là khoa cơ khí, cơ điện tử, tự động hóa, thì chúng tôi cũng chỉ đạo là anh em các thầy các cô ở dưới khoa là tranh thủ nghiên cứu chế tạo ra những cái thiết bị, cái sản phẩm mang tính tự động để làm thế nào mà hạn chế mức thấp nhất cái việc mà khi mà chúng ta sử dụng là tiếp xúc trực tiếp lây lan của virus. Dù phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc mua vật tư, thiết bị trong thời điểm phòng chống dịch và khi chế tạo, cũng như hạn chế tập trung đông người theo quy định của chính quyền và của ngành y tế. Tuy nhiên, cán bộ giảng viên, nhân viên nhà trường đã có nhiều quyết tâm, nỗ lực và kết quả cho ra đời nhiều sản phẩm hữu ích. Từ khi mà cái đại dịch Covid-19 đã lan truyền ở khắp nơi trên thế giới mà không kiểm soát được, và khi mà tại thành phố Đà Nẵng xuất hiện cái ca dương tính thứ ba của COVID-19, thì lúc đó thì để góp phần vào cái tạo ra cái sản phẩm để mà đẩy lùi cái góp phần đẩy lùi cái ảnh hưởng của dịch Covid, thì thực hiện cái chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng, thì khoa cơ khí chúng tôi đã giao cho cán bộ giảng dạy của khoa trong thời gian sinh viên chưa đến trường nghiên cứu một cái sản phẩm để mà có thể góp phần chung tay cùng với cộng đồng
đẩy lùi cái nạn dịch COVID 2019. Thưa quý vị, không chỉ phục vụ nhu cầu rửa tay sát khuẩn cho cán bộ, giảng viên cũng như là những sinh viên tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, mà những cán bộ, những giảng viên của khoa cơ khí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật vẫn đang miệt mài nghiên cứu nâng cấp những chiếc máy sát khuẩn tự động như thế này để phục vụ cho cơ sở và cho cộng đồng. Không chỉ được dùng cho nhà trường, sau khi thí điểm, rút kinh nghiệm, nâng cấp, nhiều máy rửa tay sát khuẩn tự động đã ra đời, được Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng đem trao tặng tận tay những cơ sở y tế và trung tâm hành chính khi các địa điểm công cộng này có tần suất tiếp xúc giữa người với người cao, lưu lượng bệnh nhân, người dân thường xuyên ra vào. Khi mà được nhận cái máy sản phẩm mà sát khuẩn tự động này á, tôi nghĩ là nó sẽ cái công tác bảo vệ nó sẽ là tốt hơn. Bởi vì nó sẽ tự động thì là mình lại không có dùng vòng tay bằng đưa tay vào thôi, là nó là không tiếp xúc trực tiếp với cái bệnh. Cái thứ nhì nữa là nó với cái tự động như thế thì nó sử dụng rộng rãi được, mà tôi đặt ngay chỗ cổng thì có thể là từ tất cả các nhân viên đi làm cho tới mọi người dân đến khám để quan thì rất là thuận lợi. Thì tôi nghĩ là đây là một cái phần đóng góp rất là lớn trong cái công tác mà bảo vệ cho cái phòng chống dịch COVID. Và bên cạnh đó, nếu mà được nữa thì chúng tôi cũng sắp tới thì có thể là mua trang bị thêm một vài cái nữa để nó trang bị nó nhiều nơi để cho nó thuận lợi hơn cho người dân và cho nhân viên y tế. Không chỉ tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu, món quà ý nghĩa và vô cùng hữu ích của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cũng đã đến với các cán bộ, chuyên viên, nhân viên và người dân có liên hệ công tác tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Trong cái bối cảnh dịch chung, cái dịch COVID-19 nó diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố thì được trước khi mà trang bị được nhà trường trang bị máy này thì ấy bên chúng tôi đã xịt bằng thủ công, bằng xịt bằng tay, do đó đã không đảm bảo về khoảng cách theo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng. Chúng tôi phải là, nhưng mà buộc thế cũng phải làm, nhưng do từ khi mà được nhà trường trang bị cho cái máy thì tự động nó đảm bảo về khoảng cách an toàn, do đó nó thể hiện cái tính chuyên nghiệp. Chúng tôi rất là thấy là rất là phấn khởi vì nhà trường đã quan tâm, đã kịp thời để hỗ trợ cho trung tâm hành chính một cái máy như thế này là rất tốt. Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu phòng chống dịch COVID-19 của cộng đồng, cán bộ, giảng viên, nhân viên các khoa liên quan tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm máy rửa tay sát khuẩn tự động, đồng thời sẽ sáng tạo thêm nhiều sản phẩm, thiết bị mới, đáp ứng được yêu cầu thực tế trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh. Mong muốn của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng là sản xuất những cái máy như thế này để góp phần vào phòng chống cái dịch COVID-19 và hy vọng rằng trong thời gian đến thì có thể là sản xuất tiếp những cái máy khác cũng tham gia vào cái đợt chiến dịch này. Và mong rằng cái đợt COVID-19 này Việt Nam chúng ta sẽ dập dịch rất là tốt và thắng lợi. Và một điều chúng tôi cũng rất là mong muốn đó là để sớm cái dịch này kết thúc để các em sinh viên trở lại trường. Nói thật với tất cả mọi người là chúng tôi cũng nhớ sinh viên lắm rồi. Mặc dù trong thời gian nghỉ học của sinh viên, cán bộ giảng dạy tập trung cho việc làm các chương trình, bài giảng trực tuyến, nhưng khoa cơ khí đã động viên các thầy cô giáo sắp xếp thời gian, cố gắng sớm triển khai máy sát khuẩn tự động trong thời gian sớm nhất có thể để góp phần cùng xã hội chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 lan truyền trong cộng đồng, nhất là ở bệnh viện, nơi dễ phát sinh nguồn lây lan. Có thể nói tức là cũng còn rất là nhiều dự định là cái sản phẩm mà tự động á, thì thực ra là để mà chúng ta mà làm những cái việc như thế này thì cũng không phải là quá khó. Mà chỉ cần là có một cái nhiệt huyết, có một cái tâm huyết, có cái trách nhiệm với cộng đồng thì chúng tôi đang chỉ đạo anh em tiếp tục triển khai. Là nhà trường cũng cấp các cái kinh phí cho những cái đề tài mà đột xuất đấy, là trong cái quỹ hoạt động khoa học công nghệ nhà trường để mà triển khai là một số cái sản phẩm mà tiếp theo sắp tới đây, ví dụ như là cái sản phẩm là cái thiết bị mà tự động là diệt khuẩn ở trong các cái khu nhà
ở trong các cái nơi tập trung, mà khu nhà công cộng hoặc trong bệnh viện, phải không? Cũng là ở trong giường bệnh, phòng bệnh hoặc trong nhà vệ sinh. Thì cái đó thì cũng anh em đang thiết kế cái mô hình và chế tạo cái phần thiết kế cơ khí ấy, cũng đã là hoàn chỉnh rồi, và sắp tới đây thì có thể là mua thêm thiết bị để lắp đặt. Cái đó thì cũng là định hướng rất là tốt, thì cũng định suy nghĩ để có những cái sản phẩm mà nó có thể nhỏ hơn và nó thiết thực mà phục vụ trực tiếp cho các cái hộ gia đình, hộ dân cư, mà chúng ta có thể tức là với cái giá rẻ để có thể là hộ gia đình là hoàn toàn sử dụng được, thay vì cái việc mà chúng ta phải là phun thuốc diệt khuẩn. Ngoài chế tạo số lượng máy nhiều hơn để phục vụ cho việc sát khuẩn tay tự động cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường khi có lịch giảng dạy và học tập trở lại, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng còn hướng tới tặng cho các trường phổ thông trung học trong đợt tư vấn tuyển sinh, góp phần vào công cuộc phòng chống dịch bệnh lan truyền trong cộng đồng, cũng như lan tỏa hình ảnh, học hiệu của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng đến với xã hội. Thưa quý vị, chúng ta xác định rằng cuộc chiến chống với dịch COVID-19 còn nhiều khó khăn, phức tạp, lâu dài với tinh thần chống dịch như chống giặc. Theo đó, để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 thì không chỉ là quyết tâm của các ngành chức năng mà còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người dân, trong đó phải kể đến tinh thần xung kích, tình nguyện với tâm huyết của mình, như là những chiếc máy rửa tay kháng khuẩn của khoa cơ khí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng đã được trao tận tay đến những cơ sở y tế hay là trung tâm hành chính, cũng là một thông điệp như thế. Và chuyện trong phố kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ sau.